Kêu kêu. Dạ. Chúc cho mấy cái bánh bao ăn đó bụng quá. Em đang ship 10 cái tới ạ. Bây giờ. Nghe nói là một cái bánh bao có tới 8 cái trứng phồng kìa. Cái đó phải đặt trước nha. Bây giờ chúng ta có một trò chơi như sau. Một đội sẽ có hai người mặc đồ con thú. Nửa thú diễn nữa. Xuất không lời để diễn tả từ khóa của chương trình. Và một người không thấy được từ khóa nhờ vào diễn xuất không lời đó mà đoán được trong vòng 2 phút đội nào nhiều từ khóa được đoán chính xác hơn, đội đó giành chiến thắng. Quá dễ cho quá dễ. Diễn xuất. Bây giờ đội nào chơi trước? Đội nào thắng là đội đó chơi trước. Okay. Ra cái gì? Ra cây bao. 1, 2, 3. Anh Lộc ơi. 2, 3. Anh Lộc ơi. Đội nào thắng là đội đó chơi trước. Nè cưng ơi cưng. Nói về độ gian manh thì làm sao bằng anh Lục. Trời ơi, đâu phải đơn giản mà có cái chén này đâu cưng ha. Đâu phải đơn giản mà có cái chén này đâu cưng ha. Trời ơi, em phải công nhận anh Lục ổng luôn dưới cơ chị Ngọc nghe luôn thua. Ghê thiệt á. Tôi muốn thắng là thắng, muốn thua là thua luôn. Ủa, mấy này em đang khen anh Lục á hả? Thôi, thua là thử gì nữa. Anh thử lần nữa, anh nói anh muốn thắng là anh thắng. 10 ly nước. Đó, trời ơi. Trời ơi. Cái này chỉ là 10 ly nước, không liên quan. Ai thắng là có 10 ly. Người thua mua. Người thua đi mua. Rồi ok. Ra cái gì? Tôi ra cái bao nữa. 1, 2, 3. Bây giờ hỏi ngược lại. Ra cái gì? Ra kéo. 1, 2. Trời ơi. Lên. Ủa ai thắng là sao? À, ai thắng là người đó đi mua. Thì đi mua anh trả tiền là được. Không, nói chuyện đi mua thôi chứ còn cái chuyện trả tiền tôi chưa nói à. Diễn xuất không có tiếng. 2 phút bắt đầu. Trời xin lỗi em không thấy được. À, giọng giống cái cô bị bại não. Rồi ngón tay đâu. Kéo cô. Dằn co. Nắm tay. Dẫn đi chơi. Cái gì ra sau đấy? Gần đốt, gần dằn, đốt. Để qua để lại. Gần đốt, gần với từ đó. Ê. Cho qua để lại. Trời ơi, đây nè, coi nè. Thôi qua đi ạ. Thôi qua đi ạ. Trời ơi. Bóng xin, bóng. Chính xác, bóng xin. Nhìn nếu như biết cô bị bệnh. Ủa sao bóng xin dạy cho nó ngồi vậy? Không thấy nó mà nghẹt à. Ok, Ngọc bị biến dạng. Nhìn nó rồi. Em trước, em trước. Em trước đây rồi, chống tay lên, chống tay lên. Đúng rồi. Đi khách quốc. Chính xác. Từng từ một nha. Nhảy. Nhảy. Nhảy, bay, lượn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nhảy. Đấy. Nhảy. Qua đi. Gheo hết. Hả? Ủa? Chết rồi. Con thua vô con trắng này hơn nè. Qua đi. Nhìn con của bé Ngọc nó lặt lì lặt lậu sao. Con thú tật nguyền. Ok. Sao hát nhảy. Hát nhảy. Hát karaoke. Yeah. Hai ba. Phi ngựa. Phi ngựa. Cưỡi ngựa. Chính xác. Cô té dập mặt. Không. Hô hấp nhân tạo. Bốn từ. Bốn từ là hô hấp nhân tạo. Không, từng lần một. Đang làm gì? Sơ cứu. Đang làm gì? Trên đây là cái gì? Đấm vô đầu đó. Đấm vô đầu đó. Bốn chữ. Chị ngã em đó. Không. Đây cái gì mình đây? Qua đi. Đề đầu cứu cổ. Đây là bốn chữ luôn nha. À,
À, cái gì mà cái gì à? Đi lại đi lại. Hoàng cái gì dốc phải đá hoàng phải dây. Không phải, đúng rồi đi đâu vậy mà vàng. À, qua cầu rút ván. Yeah. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Chị ơi. Ờ. À, à, cốc cốc cốc. Thỏ. Ờ. À, à, ai gọi đó? Tôi là thỏ. Đồng ơi. Này đúng rồi. Đồng ơi. Diễn khúc đầu nữa. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Nguyễn Nguyên. Lái xe, lái xe. Alo, alo. Lái xe, lái xe. Alo, alo. Tiếp, 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 tiếp. Ship hàng. Không, không. Rap bay. Cái người, cái Shipper. Người. Shipper. Yeah. Yeah. Lại đây, lại đây. Ờ. À, lại bồng. Đây. Ẩm bồng. Ba từ, ba từ. Ba từ. Ba từ hả? Đúng rồi. Lên đây, lên đây. Ờ. À, mama. Mama. À, à, ngoan, ngoan, ngoan. Ru con ngủ. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Mẹ con. À đúng rồi đó. Thôi bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ rồi. Lên, 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 bỏ rồi. Mẹ ru con. Không. Mẹ bồng con. Yeah. À, cầu hôn. Yeah. Hết giờ. Như vậy là sau 2 phút, đội Thúy Vinh, Lan Ngọc, Du Lê mang về 7 đáp án chính xác. 7 là nhiều đó. 7 là 7 nụ luôn đó. Hay quá em ơi. Mời đợi tiếp theo đi ạ. Anh Luật vô đây. Không, không, không. Tôi sẽ mặc cho anh cái áo này. 2 phút bắt đầu. À, đau bụng. Chính xác. À, à, à. Nhức đầu. Bệnh. Bệnh. Cái bệnh của chị á. Rối loạn tiền đình. À, chính xác. À, anh lột, anh lột, anh lột. Đi đây. Khiêu vũ. Chính đúng xác. Rồi. Trời ơi, hay vậy. Không biết từ gì. Ôi trời ơi, dễ nữa. Ê, khoan từ từ để coi lại. Nghe nè chị, có cái này dài nè. Có cái này dài. Ra cái ao. Đây, đây nè, đây nè. Câu cá. Yeah. Chính xác. Câu cá. Yeah. Chính xác. Không bận đồ, con nít ở chuồng. Tắm mưa. Đúng rồi. Nói nhiều quá nha, bị nói rồi nha. Không hồi nãy con bạn cũng nói bạn ơi. Khách sạn, khách sạn. Lạnh quá. Máy lạnh. Chính xác. Ê, ba chữ, ba chữ. Mở máy lạnh, bật máy lạnh, máy điều hòa. Đúng. Chính xác. À. Mấy từ. Ba. Ba. Đeo khẩu trang. Đúng. Chính xác. Gì vậy? Ly xì. Ồ, mừng tuổi. Nói rồi hổ quá vậy. Đúng chữ. Hai mừng tuổi ai? Mừng tuổi ông bà. Mừng tuổi ông bà chính xác. Anh Lực, cái đầu anh Lực đâu? Cái gì vậy? Bóp cổ. Thắt cổ. Cái gì vậy? Nào, cái miệng anh nào. Anh để yên đi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cá lớn ăn cá bé. Trời ơi. Mấy từ? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì của nó? Hôn môi xa, hôn nhau. Hai chữ. Cái gì vậy? Hai chữ. Cái gì vậy? Hai không chữ. Yếu. Qua. Cái gì vậy? Nè. Có cái này nè. Chị, chị, chị. Chị dạ, à lắc dầu. Chính xác. À. Tin 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 bốn từ. Tin 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 tin. Ba gợi ý sai rồi đó, gợi ý gì nữa? Nhảy cha 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 hả? Không phải, nó gì nè. Cái gì đó nó phải ra. Thể dục chị điệu. Chính xác. Thấy chưa? Thấy chưa? À à dễ nữa. Dễ nữa. Hộp thì dầu. Chính xác, thục dầu. À đây. Đây đây. Ê, mấy con đang làm rối nha mấy con. Gì? Bốn từ, bốn từ. Bốn từ tựa lưng vào nhau. Đúng rồi. Không phải hai, cái này là cái gì, cái này là cái gì? Không phải cái lưng. Bỏ bớt một chữ là được. Tựa vào vai. Đúng rồi, bốn chữ. Bốn chữ. Tựa vào vai nhau. Đúng rồi. Ơ, à, mới vẫy tay chào. Không phải. Hay. Không phải. Chính xác, hết giờ. Hay quá dạ ơi. À, dạ giỏi. Tôi không ngờ Thúy Ngân lại có một cách diễn đạt khủng khiếp như vậy. Phá tan nát đội hình. Nhưng mà Tiến Luật của Lâm Vy Dạ đã có một sự ăn ý rất rõ ràng sau 5 mùa của chương trình. Số từ khóa mà đội mình mang về được đó chính là 10 từ khóa. Wow.
2-0 dành cho đội Tiến Lực. Lâm Dạ và Tiến Ngân. Ủa mình có cơ hội gỡ không nè? Có 4 mình... game lận, mình vẫn okay. còn cơ hội. Không có đâu em ơi, đừng trách nhau. Mình chớ trách người, mà hãy tứ trách mình. Mà hãy tứ trách mình. Nói chung là nửa đường thương đau rồi chúng ta chưa thắng một miếng nào. Không sao. Không sao, vì sao? Tại vì còn 2 game nữa. 2 game nữa lỡ mình thua luôn thì sao? Thì cũng có sao đâu.